tin sáng ngày 27 tháng 5. Tổng thống Mỹ ra tuyên bố mới về Ukraine, gọi ông Putin là bạo chúa độc ác. Viện nghiên cứu chiến tranh, việc bắt đầu cuộc tấn công sớm ở phía bắc tỉnh Kharkiv là một thất bại đối với Nga. Mỹ dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thăm Đài Loan bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc. Người phát ngôn Trung Quốc bất ngờ từ chức làm dấy lên đồn đoán. Chuyên gia, nỗ lực chiếm Đài Loan của Trung Quốc mà không tốn một binh sĩ nào sẽ thất bại. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ hai ngày 27 tháng 5 của DKN Thế sự. Sau đây là nội dung bản tin. Mỹ sẽ tiếp tục kiên quyết viện trợ Ukraine chống lại bạo chúa độc ác, Người đó không ai khác chính là người đứng đầu Điện Kremlin, Vladimir Putin. Điều này đã được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố trong bài phát biểu của ông trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point. Ông Biden nói, không có lính Mỹ nào chiến đấu ở Ukraine, và tôi quyết tâm dừng lại ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết đứng về phía Ukraine và sẽ sát cánh cùng họ khi họ chống lại một người đàn ông mà tôi đã biết rõ trong nhiều năm, một tên bạo chúa tàn bạo. Chúng tôi không thể để mặc Ukraine. Theo ông Biden, quân đội Mỹ ủng hộ những người Ukraine dũng cảm trong cuộc đấu tranh vì tự do. Ông Biden nói thêm, quân đội của chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm việc vận chuyển đạn dược và thiết bị bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ông Biden cho biết thêm rằng sự viện trợ của quân đội Mỹ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí, bởi vì quân đội Mỹ còn tiến hành huấn luyện cho quân nhân Ukraine, dạy họ sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến như xe tăng, HIMARS, Patriot. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại rằng ông đã cảnh báo Tổng thống Nga Putin, người chắc chắn rằng NATO sẽ tan rã ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Vào ngày 15 đến 16 tháng 6, Ukraine sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên ở cấp lãnh đạo nhằm chấm dứt chiến tranh với quân Nga. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, một trong những vấn đề then chốt sẽ là khả năng trao trả tù nhân theo hình thức tất cả vì tất cả không chỉ liên quan đến quân nhân mà còn cả những thường dân Ukraine bị Nga giam giữ trái phép. Các vấn đề về an toàn hạt nhân và thực phẩm cũng sẽ được xem xét. Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ bỏ lỡ Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine. Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, việc Nga bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của Nga ở phía bắc khu vực Kharkiv. Theo dữ liệu được phân tích, các nhà phân tích lưu ý rằng quân đội Nga bắt đầu hoạt động tấn công ở phía bắc khu vực Kharkiv với lực lượng hạn chế và chưa chuyển quân chi viện đáng kể đến đó. Điều này làm giảm tốc độ tiến công và tấn công của Nga. Báo cáo cho biết, việc giảm nhịp độ như vậy có thể mang lại cho lực lượng Ukraine cơ hội chiến thuật để phản công. Dù kỹ vẫn chưa tiến hành một hoạt động phản công hạn chế nhằm đánh bật hoàn toàn lực lượng Nga khỏi phía bắc tỉnh Kharkiv, sự đa dạng của các đơn vị Nga hiện đang hoạt động ở phía bắc khu vực Kharkiv và sự thiếu quyết đoán rõ ràng của quân đội Nga liên quan đến sự tham gia của lực lượng dự bị hiện có, cho thấy quân đội Nga có thể đang cố gắng tăng số lượng của nhóm phương Bắc lên gấp đôi theo kế hoạch trước khi tăng cường các hoạt động tấn công ở phía bắc khu vực Kharkiv. Theo báo cáo, vào thời điểm bắt đầu chiến dịch tấn công vào ngày 10 tháng 5, có khoảng 35.000 quân của nhóm lực lượng phía Bắc ở khu vực biên giới trong khi các nguồn tin Ukraine cho biết quân Nga có ý định tập trung 50 đến 70.000 quân ở khu vực này. Các chuyên gia cho rằng các lực lượng Nga có thể đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc Kharkiv trước thời hạn, sử dụng không đủ nhân lực với hy vọng giành được chỗ đứng trước khi viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ đến, khiến nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhiều khả năng việc Nga bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của Nga ở phía bắc khu vực Kharkiv. Các lực lượng Nga được cho là đã khiến Ukraine mất cảnh giác vào ngày 10 tháng 5 và đạt được những thành tiệu chiến thuật đáng kể ở những khu vực mà các quan chức Ukraine cho biết ít được bảo vệ hơn. Có thông báo cho rằng Nga đã mở một cuộc điều tra về việc Ukraine lơi là trong khu vực và bỏ trống ở một số vị trí. Điều này cho phép Nga tiến tới tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine trong khu vực, bất chấp nguồn nhân lực hạn chế ngăn cản Nga tiến sâu hơn. Bộ Chỉ huy quân sự Nga tin rằng việc tập trung lực lượng lớn hơn sẽ cảnh báo Ukraine và tước đi khả năng thực hiện một chiến dịch bất ngờ. Nhưng quyết định của Nga đưa ra khi lực lượng quân chi viện đáng kể chưa tới có thể đã ngăn cản Nga đạt được những thắng lợi nhanh chóng và thâm nhập sâu hơn. Báo cáo cho biết thêm, các lực lượng Ukraine đã cố thủ ở các vị trí phòng thủ trong khu vực và Nga có thể đã tận dụng cơ hội chiến thuật của mình để giành được những lợi ích tương đối nhanh chóng trước các vị trí dễ dàng chiếm giữ trong khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga đang thực hiện các cuộc tấn công tàn khốc vào Kharkiv, có thể là một phần trong nỗ lực nhằm làm suy giảm dân số của thành phố và làm mất tinh thần của người Ukraine. Nga được cho là đang giúp Triều Tiên phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng để đổi lấy việc Triều Tiên cung cấp vũ khí. Các quan chức Mỹ tin rằng Nga cũng có thể cung cấp cho Triều Tiên các thiết bị vũ khí hoặc công nghệ quân sự. Hãng tin Financial Times cho hay trong những tuần tới, Hoa Kỳ dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út. Tờ báo dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Washington đã ra tín hiệu cho Ả Rập Xê Út rằng họ đã sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm. Ngay sau khi nhậm chức vào năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có lập trường cứng rắn hơn đối với chiến dịch của Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen. Lực lượng đã gây thương vong nặng nề cho dân thường cũng như đối với hồ sơ nhân quyền của Riyadh, đặc biệt là vụ sát hại nhà báo và chính trị gia Raman Khashoggi của Washington Post năm 2018. Ả Rập Xê Út, khách hàng vũ khí lớn nhất của Mỹ, đã phản đối những hạn chế đó, khiến hình thức bán vũ khí mà chính quyền Mỹ trước đây đã cung cấp bị đình trệ trong nhiều thập niên ngoại trưởng mỹ antony blinken mới đây cho biết mỹ và ả rập xê út đã tiến rất gần đến việc ký kết một loạt thỏa thuận về hợp tác năng lượng hạt nhân an ninh và quốc phòng một phần song phương của thỏa thuận bình thường hóa rộng hơn với riyadh và israel tuy nhiên hãng tin financial times cho biết việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công không liên quan trực tiếp đến các cuộc đàm phán này tòa bạch ốc và văn phòng truyền thông chính phủ ả rập xê út đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của reuters Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ do ông Michael Marco, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dẫn đầu, đã đến thăm Đài Loan vào ngày 26 tháng 5. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi quân đội Trung Quốc kết thúc hai ngày tập trận quanh hòn đảo này. Viện Mỹ tại Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng phái đoàn sẽ ở Đài Loan từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5. Nhóm các nhà lập pháp Hạ viện đến Đài Loan để họp với các quan chức mới được bầu của nước này bất chấp cảnh báo từ chính quyền Trung Quốc rằng hãy tránh xa khu vực và khi Bắc Kinh tăng cường các cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael Marco nói rằng phái đoàn lịch sử và lưỡng đảng này của Quốc hội Hoa Kỳ lần đầu tiên gặp gỡ các quan chức Đài Loan mới đắc cử nhằm gửi một tín hiệu tới Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sát cánh cùng người dân Đài Loan và sẽ nỗ lực duy trì hiện trạng của Đài Loan. Tôi mong được gặp các lãnh đạo cấp cao của Đài Loan và các thành viên xã hội dân sự để tiếp tục củng cố mối quan hệ song phương của chúng tôi trên mọi mặt trận. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vào ngày 23 tháng 5 rằng quân đội Trung Quốc đang thực hiện một cuộc biểu dương lực lượng đầy đe dọa trong các cuộc tập trận liên quan đến tấn công trên biển, tấn công trên bộ, phòng không và chống tàu ngầm trong không phận và vùng biển phía bắc và phía nam đảo Đài Loan. Bắc Kinh đã khiển trách nhà lãnh đạo mới của Đài Loan và đưa ra cảnh báo trực tiếp tới các nhà lập pháp Hoa Kỳ không được gặp tân tổng thống Đài Loan hoặc các quan chức chính phủ Đài Loan khác. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, bất kỳ chuyến thăm nào của các thành viên Quốc hội Mỹ tới Đài Loan sẽ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai Đài Loan độc lập. Ông Uông kêu gọi Mỹ ngừng liên lạc ngoại giao chính thức với Đài Loan. Nếu không, mọi hậu quả phát sinh từ đó sẽ do Mỹ gánh chịu. Truyền thông Hồng Kông ngày 25 tháng 5 đưa tin rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, 53 tuổi, đã chủ trì cuộc họp báo cuối cùng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 24 tháng 5. Hãng tin tao Daily đưa tin, trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Uông đã nói, Cảm ơn mọi người đã tham dự cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Hẹn gặp lại các bạn. Ông Uông dừng dừng bắt tay và chụp ảnh cùng một số phóng viên. Nguồn tin chỉ ra rằng ông Uông sẽ từ chức người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Giống như những người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân cũng thể hiện phong cách chiến binh sói. Vào tháng 4 năm 2023, sau khi Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc lúc bấy giờ là bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Kevin McCarthy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, gây ra mối lo ngại toàn cầu về sự bùng nổ xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan. Một phóng viên của Reuters đặt câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng Trung Quốc muốn thể hiện mình là một lực lượng toàn cầu vì hòa bình, nhưng đồng thời đe dọa Đài Loan với cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan Vậy làm sao Bắc Kinh có thể chiếm được lòng tin của cộng đồng quốc tế? Nghe xong câu hỏi, ông Vương liền tức giận la mắng phóng viên: "Tôi không hiểu logic câu hỏi của anh, tôi nghĩ câu hỏi của anh rất buồn cười." Sau đó, ông nhắc lại quan điểm cũ của mình và nói: "Cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan là lời cảnh báo chống lại sự thông đồng và khiêu khích giữa các lực lượng ly khai độc lập Đài Loan và các thế lực bên ngoài." đồng thời là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng cho rằng việc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc là sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế và là chuẩn mực cơ bản được công nhận trong quan hệ quốc tế. Cư dân mạng chế diễu, chừng nào không trả lời được thì cứ dùng những câu nói giống nhau tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và Trung Quốc kiên quyết phản đối. Nếu họ không trả lời được câu hỏi thì sẽ phỉ báng và vu khống người đặt câu hỏi. Nếu phóng viên này là người Trung Quốc, anh ta có thể bị kết án 10 năm vì tội gây rối. Vào tháng 4 năm nay, cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra chiếc đồng hồ mà ông Uông Văn Bân đeo trong một cuộc họp báo thường kỳ chính là chiếc Nautilus của thương hiệu xa xỉ thụy sĩ Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này trị giá 3,47 triệu nhân dân tệ và giá đồng hồ cũ lên tới 697.000 đô la Mỹ. Các bình luận lúc đó chỉ ra rằng ông Uông là một công chức cấp phó vụ với mức lương hàng tháng chỉ khoảng 13.000 nhân dân tệ. Ông phải tiết kiệm tiền trong 22 năm để mua được chiếc đồng hồ này. Có tin đồn rằng, không loại trừ khả năng ông Vương sẽ đảm nhiệm chức vụ đại sứ tại các nước quan trọng hoặc các chức vụ quan trọng khác. Việc nhà văn Trung Quốc lưu vong Viên Hồng Bằng, vạch trần âm mưu mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chiếm viện lập pháp của Đài Loan một lần nữa được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Âm mưu của chính quyền Trung Quốc sử dụng Viện Lập pháp của Đài Loan để mở rộng quyền lực nhằm kiềm chế Viện Hành chính và Tổng thống Lại Thành Đức gần như đã thành công. Học giả người Úc gốc Hoa Lý Nguyên Hoa cho biết, cuộc đấu tranh dân chủ của nhân dân Đài Loan có thể phải trải qua quá trình như vậy và chịu một số tổn thất. Để nhiều người có thể nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách rõ ràng và thực sự thức tỉnh. Nhưng nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm chiếm Đài Loan mà không tốn một binh sĩ nào cuối cùng sẽ không thành hiện thực. Vào đầu tháng 2 năm nay, nhà văn Trung Quốc lưu vong Viên Hồng Băng tiết lộ rằng văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã đệ trình một văn bản lên ông Tập Cận Bình và ông Vương Hữu Ninh, chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc vào tháng 1. Văn bản nói rằng, ông Tập Cận Bình muốn tận dụng quyền lực của quốc dân đảng trong viện lập pháp để đạt được mục đích của mặt trận thống nhất. Hàng loạt sự kiện ở Đài Loan những ngày gần đây xảy ra đã chứng thực tiết lộ của nhà văn Trung Quốc Lưu Vong, Viên Hồng Băng. Ba ngày trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Đài Loan lại thành Đức, Viện Lập pháp Đài Loan bị cáo buộc vi phạm công lý tố tụng trong quá trình xem xét và nội dung phi dân chủ của dự luật mở rộng quyền lực quốc hội do quốc dân đảng và đảng nhân dân đề xuất, dẫn đến việc tranh chấp giữa các bên. Khi dự luật được nối lại vào ngày 21 tháng 5, 30.000 người đã vây quanh viện lập pháp để phản đối. Ba ngày sau lễ nhậm chức của ông Lại Thành Đức, ngày 23 và 24 tháng 5, máy bay quân sự và chiến hạm của quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận quân sự quanh Đài Loan để trừng phạt tân Tổng thống Lại Thành Đức vì đã phát ngôn Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không liên quan với nhau. Đồng thời, nhằm cảnh báo gay gắt Mỹ và châu Âu vì ủng hộ Đài Loan. Vào ngày 24 tháng 5, viện lập pháp Đài Loan tiếp tục xem xét cái gọi là dự luật cải cách, khiến 100.000 người một lần nữa vây quanh viện lập pháp để bày tỏ sự phản đối. Viện lập pháp sẽ tiếp tục xem xét các điều khoản còn lại vào ngày 28 tháng 5, trừ khi có những trường hợp đặc biệt, dự kiến những điều khoản này sẽ trở thành luật hệ thống dân chủ của đài loan đang trải qua những thử thách nghiêm trọng nhà văn lưu vong trung quốc viên hồng băng phân tích rằng một mặt đảng cộng sản trung quốc sử dụng các hoạt động quân sự để đe dọa đài loan mặt khác họ sử dụng ba phương pháp để cố gắng tạo ra sự hỗn loạn ở đài loan bao gồm sử dụng dư luận để đe dọa đài loan sử dụng những lời lẽ nổi tiếng để phóng đại sự khủng bố nội bộ của đài loan cài đặt các đặc vụ của đảng cộng sản trung quốc tại đài loan để làm suy yếu hiệu quả của đội ngũ hành chính của tân Tổng thống Lại Thành Đức. Sử dụng quyền lực của quốc dân đảng trong viện lập pháp để mở rộng quyền lập pháp thay thế quyền hành pháp. Giáo sư Tạ Điền tại trường kinh doanh Icon thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ, nói với báo South Hope rằng, ngay khi Đài Loan có kết quả bầu cử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định đi theo con đường nghị viện khi can thiệp vào bầu cử và xâm nhập vào Đài Loan. Bắc Kinh chắc chắn sẽ làm điều này thông qua các đặc vụ của mình ở Đài Loan. Giáo sư nói, hệ thống dân chủ đã bị các chế độ độc tài dụ dỗ, mua chuộc và sau đó sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Học giả gốc Hoa Lý Nguyên Hoa cho biết, nỗ lực chiếm Đài Loan mà không tốn một binh sĩ nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ thất bại. Người Đài Loan sẽ đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của mình trong một xã hội dân chủ. Ông nói, đây là quá trình mà cuộc đấu tranh dân chủ của nhân dân Đài Loan phải trải qua. Suy cho cùng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất rất nhiều năm và nỗ lực rất nhiều để xâm nhập và mua chuộc. Xã hội Đài Loan nhất định sẽ phải làm sạch một số vết bẩn. Nếu Đài Loan bị Bắc Kinh xâm lược bằng vũ lực, sẽ rất nguy hiểm nếu những kẻ phản bội không bị loại bỏ. Tôi nghĩ trong tương lai, những người có lương tâm hơn sẽ muốn Đài Loan tốt đẹp hơn, dù là người thuộc quốc dân đảng hay các đảng phái khác có quyền bầu cử, họ sẽ dần dần thức tỉnh. Trên thực tế, Đài Loan phải gánh chịu một số thiệt hại mới nhận ra rằng, trong đó có cái gọi là đường sắt cao tốc thu hút đầu tư nước ngoài, chẳng phải đó chỉ là một điều trong bẫy nợ vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay sao? Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN Thời sự đến đây là kết thúc quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo